Thanh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 93 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, kênh xin được cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 93 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ Diệp Húc thở dài. Đây đã là cực hạn của hắn. Nếu như tiếp tục bước về phía trước nữa mà nói, hắn khẳng định sẽ bị khí tức của bàn hoàng ép cho tan xương nát thịt. Già La Minh Tôn thế thì cũng thở dài, hào khí trong giọng nói không cánh mà bay. Cô đơn mà nói, tiểu tớ, các ngươi đi đi, lấy thực lực của hai người các ngươi còn không đủ đi tới bên cạnh ta đâu, chứ đừng nói tới việc phá cấm cứu ta kìa. Ta sắp chết, chống đỡ không tới một tháng nữa sẽ hoàn toàn hóa thành một bộ xương khô. Thanh âm của hắn rất sâu kín, có một loại ý tứ nhìn thấu sinh tử. Minh Tôn, ma hoàng tên là gì vậy? Diệp Húc trầm mặc một lát, đột nhiên lớn tiếng mà hỏi. Già La Minh Tôn trầm mặc một lát, thanh âm mang theo một chút sợ hãi, run giọng mà nói. Hắn đã trở thành vô hoàng, thế gian mạnh mẽ nhất tồn tại. Như hắn vậy, hiện tại tên của hắn là một cấm kỵ, tuyệt đối không thể nói. Nếu không hắn sẽ cảm ứng được. Nếu là hắn muốn giết ngươi, lập tức sẽ giáng lâm phân thân, diệt sát ngươi ngay tại chỗ kìa. Diệp Húc không khỏi nhíu mày. Loại cách nói này hắn không chỉ nghe thấy một lần. Chẳng lẽ pháp lực của Vu Hoàng thật sự thần thông quảng đại như vậy hay sao? Lớn tới mức tên cũng không thể nhắc được hay sao? Nếu là thực sự có loại năng lực dũng mãnh này, chẳng phải nói ma hoàng quét ngang đương thời không có đối thủ ư? Vinh Lâm cũng lộ ra vẻ sợ hãi, trầm giọng mà nói. Không sai, Vu Hoàng thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, có đủ loại thần thông không thể tin nổi kìa. Nếu như nhắc tới tên của hắn, nó không chừng hắn sẽ thật sự cảm ứng được phân thân giáng lâm, oanh sát hết thảy chúng ta kìa. Tiểu tớ, người vĩnh viễn không biết Vu Hoàng hùng mạnh như thế nào đâu. Thiên đế không hiện, Vu Hoàng là bá chủ của thế giới này. Già La Minh Tôn nghiêm túc nói. Ta nhớ lúc ta sinh ra, lão Vu Hoàng trong hàng cổ ma vực còn tại thế, thống nhất ma vực thập địa, thành lập một đế quốc cực kỳ lớn. Khi hắn còn ở trên đời, bất cứ một người nào can đảm mà nói ra tên của hắn đều bị hắn dùng một phân thân chấn tử mà diệt sát. Thậm chí ngay cả sư tôn của ta, Ma Lu Đại Minh Tôn Minh Vương, không cẩn thận nói ra tính danh của hắn cũng bị hắn đánh chết kìa. Minh Tôn, ngươi chỉ còn sống một tháng, còn không muốn nói tên của ma hoàng cho ta hay sao? Diệp Húc châm chọc nói. Ngươi cũng quá nhát gan rồi. Già La Minh Tôn trầm mặc một lát, từ từ nói. Ma hoàng họ Ma, cũng là quý tộc hậu duệ hoàng tộc như ta vậy. Hắn tên chỉ có hai chữ là La Thiên. Nguyên cùng ta nổi danh chính là Sâm La Thần Điện La Thiên Đại Minh Tôn. Cho dù là mệnh không còn dài, Già La Minh Tôn cũng không dám đem cái tên ma hoàng nói ra một cách đầy đủ. Hắn còn phải tách tên với họ ra, miễn cho nói đầy đủ tên của ma hoàng bị một lũ phân thân của hắn giáng lâm oanh sát ngay tại chỗ. Tiểu tử, ta biết lá gan của ngươi thật sự lớn. Tuy nhiên ngươi có biết tên hắn tuyệt đối không được nói ra. Thậm chí tốt nhất là quên đi đoạn trí nhớ vừa rồi, hoàn toàn bỏ đi, miễn cho lúc vô ý đánh mất mạng nhỏ. Già La Minh Tôn trầm giọng nói. Hắn còn chưa dứt lời, chỉ thấy Diệp Húc cao giọng mà quát. Ma La Thiên, Ma La Thiên, tiểu tử ngươi lan ra đây, ta giết cả nhà ngươi. Già La Minh Tôn sợ tới mức hồn bất phụ thể. Vinh Lâm cũng bị hắn làm cho sợ tới mức mau cốt trùng thiên, đầu óc trống rỗng. Diệp Húc không nói gì nữa. Đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ áp lực từ trên hư không truyền xuống. Vinh Lâm và Già La Minh Tôn cũng cảm giác được khí tức áp lực này, đều ngẩng đầu lên mà trên khoảng không nhìn lại. Khí tức này kéo dài qua hư không, xuyên qua một tầng không gian từ hàng cổ ma vực giáng lâm tới đây. Khí tức này khác với khí tức thần vương của bàn hoàng. Khí tức này cực kỳ bá đạo, mang theo một loại khí tai nạn, muốn hủy diệt hết thảy thế gian. Dường như nơi vị vua hoàng kia đi qua, thương thiên hỗn độn, đại địa trầm luân, vạn vật điêu linh, bất luận sinh mạng nào cũng không thể tồn tại. Ma hoàng phân thân giáng lâm,
Tiểu tử, hiện tại thiên vương lão tử cũng không thể cứu được ngươi nữa rồi. Già Lam Minh Tôn run giọng mà nói. Dầm một tiếng, trên đầu bọn họ cách mấy trăm trượng thôi, hư không đột nhiên vỡ ra, chỉ thấy một ánh mắt cực lớn từ trong hư không xuất hiện. Ánh mắt này dài tới hơn 10 dặm, làm cho không gian bàn hoàng lăng bị lấp đầy gần một nửa. Chỉ một ánh mắt đã khổng lồ như vậy. Ánh mắt này có nhiều tầng, bên ngoài con mắt màu trắng, bên trong là tròng đen hạt vàng, trung tâm là đồng tử, bên trong đồng tử lại có vài tầng. Tầng 1 là kim, một tầng là thủy, một tầng là thổ, rồi một tầng là mộc. Ở giữa là địa ngục hỏa, vô cùng vô tận. Ánh mắt này hơi chuyển động một chút, ánh mắt dừng trên người của Diệp Húc, lập tức chuyển đi chỗ khác, hướng Già Lam Minh Tôn nhìn lại. Sau đó con mắt lại tiếp tục chuyển động, nhìn về phía Bàn Hoàng, lâu thuyền trên đài ngọc. Bàn Hoàng lăng, Bàn Hoàng thiên thuyền ư? Ánh mắt khổng lồ này dường như ngẩn ngơ, trong con mắt chuyển tới một tiếng phẫn nộ cực điểm, khí tức vô cùng khủng bố, bùng nổ. Khốn kiếp, Ma Già La, người dám lừa Bổn Hoàng, Bổn Hoàng sẽ làm cho người chết vô cùng thê thảm. Khí tức Bàn Hoàng và Ma Hoàng kịch liệt va chạm. Hai đại vua hoàng này dường như gặp nhau vượt thời không. Khí thế long trời lở đất, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Ánh mắt thật lớn che kín đường tơ máu. Từng dòng máu tươi từ trong con mắt chảy ra giống như thác nước. Có thể nói là huyết lưu 3000 thước. Già Lam Minh Tôn run giọng nói. Ma Hoàng, không phải là chuyện của ta. Không phải ta để tên của ngươi, mà là tiểu tử kia. À! Hắn đột nhiên phát hiện ra cấm chế vây khốn hắn bị khí tức của hai đại vua hoàng cứng rắn đình chỉ vận chuyển, thậm chí ngay cả lệnh bài thường tấn công hắn cũng đình chỉ không tấn công nữa. Hắn thất kinh, mà tất cả đang hướng tới con mắt vô cùng khổng lồ trên hư không kia mà công tới. Già Lam Minh Tôn, ta đã cứu ngươi ra, ngươi còn không rời đi sao? Diệp Húc nhanh chóng lùi lại phía sau, miễn cho bị khí tức của hai đại vua hoàng lan tới. Hắn cao giọng cười nói. Hắn ngẩng đầu nhìn Già Lam Minh Tôn, trong lòng không khỏi cả kinh. Chỉ thấy vị Diêm La Ma Điện Đại Minh Tôn Vương này hiện giờ thân thể khô gầy vô cùng. Hắn cao gần 10 trượng, lúc này bị cấm chế luyện hóa, chỉ còn lại một bộ xương. Chỉ thấy Già Lam Minh Tôn ầm ầm đứng lên bên trong cấm chế, thân hình cực kỳ khôi ngô cao lớn, tràn ngập một cỗ khí thế hung bạo. Vị Đại Minh Tôn Vương này hình thái như người, nhưng dài một cái đuôi thô như con bọ cạp. Cái đuôi vòng lên trên không trung tạo thành một hình cung, sau đó dựng thẳng lên, lộn ngược như kim như sắt vậy. Hai cánh tay của hắn khác với nhân loại, cánh tay dài hơn một đôi cốt đao hình trăng khuyết, dài tới hơn 3 trượng. Mà hai chân của hắn cũng không phải là bàn chân của nhân loại, mà giống như long chảo, móng thật dài, cực kỳ sắc bén. Người này quả thực chính là một cỗ máy chiến tranh hoàn hảo, cả người đều là vũ khí. Nếu như đối chiến với thiên ma, có thể nghĩ đối thủ của hắn có kết cục là như thế nào. Đi. Già Lam Minh Tôn hít vào một hơi thật dài, rồi đột nhiên bước chân đi. 2-3 bước đã đuổi theo Diệp Húc. Một bàn tay to toàn xương xuất hiện, nắm lấy Diệp Húc chạy nhanh ra bên ngoài. Phía sau của hắn, cái đuôi bộ cạp thật lớn quăng đi quăng lại lách cách, đánh cho hư không vỡ nát một mảng, ngăn trở khí tức của Bàn Hoàng và Ma Hoàng. Diệp Húc đứng trong lòng bàn tay của hắn, đánh giá vị Đại Minh Tôn Vương này, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Già Lam Minh Tôn chỉ còn lại bộ xương khô, nhưng vẫn có lực lượng dũng mãnh như vậy, không biết thời kỳ toàn thịnh của hắn thì sẽ khủng bố như thế nào. Đột nhiên phía sau bọn họ truyền tới một tiếng nổ lớn. Diệp Húc vội vàng nhìn lại, chỉ thấy con mắt Ma Hoàng giống như ngọc lưu ly đang vỡ vụn ra vậy. Lập tức vô số lệnh bài công tới, đánh cho con mắt này ầm ầm tan vỡ. Ma Hoàng vô cùng phẫn nộ, thanh âm truyền tới. Ma Già La, trên trời dưới đất, thiên nhân ma tam giới, bất luận đi tới nơi nào đều không có chỗ cho người dung thân. Bất kể người trốn đi nơi nào, Bổn Hoàng đều phải diệt sát ngươi. Diệp Húc có thể cảm giác được vị Đại Minh Tôn Vương này dùng mình một cái, hiển nhiên trong lòng sợ hãi vạn phần, an ủi mà nói. Minh Tôn, hắn chỉ là nói vậy thôi, nếu như Ma Hoàng dám đặt chân lên mặt đất, hắn sớm tới rồi, làm gì phải vất vả cho tới bây giờ đây. Diệp Húc nói xong, Già Lam Minh Tôn khóc không ra nước mắt, cả giận mà nói. Rõ ràng là tiểu tử ngươi để tên của hắn, vì sao lại tính lên đầu của lão tử ta đây? Diệp Húc nhún nhún vai cười nói. Hiển nhiên Ma Hoàng quen biết ngươi, lại không quen ta. Hắn chỉ nhận ra ngươi thôi, lại không biết tên ta là gì kìa. Còn bà nó chứ. Già Lam Minh Tôn căm hận, mắng một câu chửi thề, lao ra khỏi bàn hoàng mộ, tiến vào thông đạo. Lúc này mới thả chậm bước chân, thở dài, mặt cau mày có mà nói. Lão tử hiện giờ có nhà mà không thể về, ngay cả hàng cổ ma vực cũng không thể đi được.
Nếu không chỉ có con đường chết mà thôi. Còn bà nó, nhớ ngày đó lão tử uy phong như thế nào, địa vị gần với 10 địa điện chủ thần điện. Hiện giờ thật tức cười, chẳng những bị nhốt hơn 300 năm, trên người tiêu hao sạch sẽ, thậm chí ngay cả quần áo cũng bị lột mất rồi. Đại Minh Tôn Vương tế đàn cũng bị người lừa đi, vũ khí cũng bị tên công tử bột kia lừa mất rồi. Ánh mắt của hắn hung ác nhìn chằm chằm vào Diệp Húc, tức giận tới lỗ mũi tỏa khói nói: mất mặt nhất chính là lão tử ở hơn 200 năm trước đã có thể kêu tên ma hoàng khốn kiếp kia ra, mượn vô hoàng chi uy của hắn để mà thoát vẫy. Thế nhưng lại không ngờ tới điểm này, ngược lại lại còn bị tên tiểu tử ngươi nghĩ ra làm hại ta bị nhốt vô ích ở đây thêm 200 năm nữa kìa. Vinh Lâm bay ra khỏi mi tâm Diệp Húc, hảo tâm mà khuyên nhủ: Minh Tôn, kỳ thực người áo trắng lần trước cũng không có lừa gạt ngươi ba kiện bất diệt chi bảo, hắn đã sớm chỉ điểm cách thoát thân cho ngươi rồi đấy. Ma hoàng trở thành vô hoàng, tên của hắn là cấm kỵ, những lời này chính hắn nói cho ngươi biết mà. Già La Minh Tôn ngửa mặt lên trời thở dài, thổn thức nói: hơn 200 năm, hơn 200 năm, công tử bột chết tiệt kia vì sao không thể nói rõ ra đi, làm hại ta bị nhốt thêm 200 năm. Diệp Húc buồn cười, hắn cười nói: nếu như lúc đó hắn nói rõ cho ngươi, ngươi sau khi thoát vây có thể quay giáo lại đoạt lại bảo vật của mình hay không đây? Đó là đương nhiên, vốn là bảo vật của ta mà. Già La Minh Tôn một bộ dạng thản nhiên hừ lạnh mà nói. Hắn đột nhiên buông Diệp Húc xuống, lấy một tay chả một cái, bàn tay đâm thủng vách đá bạch ngọc, làm cho loạn thạch bay tán loạn. Chỉ thấy một mật thất xuất hiện, châu quang bảo khí đẹp đẽ xuất hiện, chiếu hoa mắt người. Tòa mật thất này còn phong phú hơn rất nhiều so với tòa mật thất được Diệp Húc phát hiện trước kia, ước chừng có mấy trăm linh mạch bậc 5, bậc 6, cùng hơn 100 kiện nguyên thần chi bảo và linh đan diệu dược không biết tên. Già La Minh Tôn há mồm hút một cái, những linh mạch vu bảo linh đan này hết thảy bị hắn nuốt một ngụm vào trong bụng. Chỉ thấy trên xương cốt của hắn bắt đầu sinh trưởng ra da thịt, tốc độ sinh trưởng lấy mắt cũng có thể nhìn thấy, hóa thành huyết mạch cùng dạ dày trong cơ thể. Những linh mạch vu bảo và đan dược này bị hắn luyện hóa sạch sẽ rất nhanh chóng, thân thể của hắn vẫn không hoàn toàn sinh trưởng ra được, cơ thể chỉ mỏng manh một tầng, thoạt nhìn máu thịt đầm đìa, rất là khủng bố. Tu vi của ta còn chưa có khôi phục hoàn toàn, cũng không biết có thể kiêng được tòa cửa chính tức những kia không nữa đây. Bọn họ đi tới lối vào bàn hoàng lăng. Già La Minh Tôn đánh giá cửa chính tức những một cái, khẽ nhíu mày mà nói: bên trong hàng cổ ma vực có thể tiến vào thập đại Diêm La Thánh Điện xưng là Minh Tôn đều là những lão quái vật tam bất diệt cảnh cả. Già La Minh Tôn thân là Diêm La Ma Điện Đại Minh Tôn Vương, tu vi rất khủng bố, đã đạt tới tam bất diệt cảnh đỉnh phong. Tu vi của hắn đủ dẹp ngang tất cả thái thượng trưởng lão của Hoàng Tuyển Ma Tông, thậm chí còn muốn thắng hơn một bậc nữa. Dù sao hắn cũng không phải là nhân tộc mà là di dân chủng tộc địa ngục. Hắn là di dân còn xuất lại sau khi lục đạo luân hồi thời viễn cổ tan biến. Bất kể thân thể hay nguyên thần, từ khi sinh ra đã dũng mãnh hơn vô sĩ nhân loại rất rất nhiều. Cho dù hắn cắn nuốt mấy trăm linh mạch bậc 5 bậc 6, vu bảo và linh đan, nhưng bị nhốt mấy trăm năm, tất cả sức sống gần như bị xóa nhòa đi hết, chỉ còn lại một bộ xương khô. Những bảo vật này cũng không thể khiến cho hắn khôi phục tới trạng thái toàn thịnh, thậm chí ngay cả thân thể hắn cũng không chữa trị lại đầy đủ. Đại Minh Tôn Vương Ấn, Tu La Thiên Quốc. Già La Minh Tôn quát lên một tiếng lớn, bàn tay to đầy khớp xương lẩm chẩm đột nhiên đẩy về phía trước, hung hăng chụp tới. Một chảo của hắn xuất ra, bàn tay xương khô trở nên vô cùng to lớn, vô số kình khí màu đen kịt tinh khiết kết cấu thành võng, giống như cái lồng thiên la địa võng. Lòng bàn tay hắn giống như một hắc động, trong động có một khối bia đá thật lớn. Trên mặt bia đá viết hai chữ Tu La to bằng máu. Phía sau tấm bia đá là một vô thượng thần quốc, bên trong thần quốc có vô số thiên ma, cổ ma xuất hiện. Đây là vu pháp của hàng cổ ma vực. Tấm bia đá bên trong bàn tay cũng không phải là vật thực, đây là một loại vu pháp cực kỳ dũng mãnh, Đại Minh Tôn Vương Ấn Pháp. Toàn bộ thông đạo bạch ngọc dưới Tu La Thiên Quốc của Già La Minh Tôn mà rung động kịch liệt, từng phiến không gian sụp đổ, vô số thanh đăng bị tắt, ngọc vỡ, loạn thạch bay tung tóe. Thanh đăng đều bay lên rơi vào bàn tay của hắn, hóa thành chất dinh dưỡng của Tu La Thiên Quốc, khiến cho khí thế của hắn càng hùng mạnh hơn, có thể nói là long trời lở đất. Thậm chí Diệp Húc và Vinh Lâm hai người thân thể cũng không được, gần như bị lòng bàn tay của hắn hút đi. Đây là thực lực của Đại Minh Tôn Vương xếp hạng nhất của Diêm La Ma Điện bên trong thập đại thánh địa hàng của ma vực. Một chiêu khai triển này liền khiến cho hai vị thiên tài mới nổi là Diệp Húc và Vinh Lâm cảm thấy không thể ngăn cản được bất cứ cái gì. Xoẹt.
Bàn tay to của già La Minh Tôn đánh thật sâu vào bên trong tức những cửa chính. Chỉ thấy tòa cửa chính tức những này bắt đầu sụp đổ dưới bàn tay của hắn, thể tích dần dần bị thu nhỏ lại. Diệp Húc loạn nhảy trong lòng, tòa cửa chính tức những này dài tới vài dặm. Già La Minh Tôn thu đi, giao vào lò trong tay của hắn, chỉ sợ Di La Thiên Địa Tháp tăng trưởng liền mấy tầng, tức những cũng dư giả, có thể làm cho Di La Thiên Địa Tháp của hắn củng cố tới hoàn cảnh vô cùng dũng mãnh. Không xong, tu vi của ta cũng không thể khôi phục toàn bộ, không thu được tòa cửa chính này. Già La Minh Tôn sắc mặt khẽ biến, nhíu mày mà nói. Lúc này đã có vài dặm cửa tức những bị hắn luyện hóa, thu nhỏ lại vào bên trong Tu La Thiên Quốc. Sức nặng của nó cực đoan kinh người, nếu đặt trên người Diệp Húc, 100 Diệp Húc cũng bị sức nặng này mà đập vụn. Tuy nhiên, Già La Minh Tôn không có khôi phục tới trạng thái toàn thịnh, chỉ có thể thu được một đoạn cửa chính tức những này mà thôi. Diệp Húc lập tức lấy ra linh mạch bản thân cướp đoạt được, ước chừng mấy trăm linh mạch bậc 5, khẩn trương nói. Minh Tôn, có đủ không? Già La Minh Tôn há mồm hút hết những linh mạch bậc 5 này vào trong bụng, cơ thể lại sinh trưởng ra không ít, lắc lắc đầu nói. Không đủ, còn xa xa mới đủ. Diệp Húc nhíu mày, lấy ra mấy ngàn linh mạch bên trong ngọc lâu của mình ra. Linh mạch bậc 4, 5, 6, nhiều không đếm xuể, làm cho Vinh Lâm phải hoảng sợ. Diệp lão đệ, cướp sạch thánh địa nào vậy? Làm sao lại có nhiều linh mạch như vậy đây? Vì một tòa cửa chính tức nhưỡng mà đáng giá phải xuất ra nhiều linh mạch như vậy hay sao? Hắn đúng là có chút khó hiểu với hành động của Diệp Húc. Tức nhưỡng tuy rằng quý báu dị thường, thế nhưng loại thổ tinh khí cực kỳ trầm trọng này, nếu là luyện chế vu bảo, chỉ cần một chút ít là đủ nâng cao uy lực của vu bảo rồi. Nếu như sử dụng nhiều quá, ngược lại làm cho vu bảo trở nên vô cùng nặng nề, khó có thể tế khởi. Hiện tại đã đủ rồi sao? Diệp Húc lấy tất cả của cải của mình cất chứa được ra, trong lòng cũng cực kỳ đau đớn. Những linh mạch này là do hắn chuẩn bị khi đột phá thì dùng. Khi liều mạng với đám người Đinh Phụ Đạo, hắn đã thiêu đốt hai đại nguyên thần của Hạ Tùng Giang. Vì cứu Vinh Lâm, hắn lại đem nguyên thần của đám người Đinh Phụ Đạo mà thiêu đốt sạch. Mà hắn tu luyện tới Tam Dương Cảnh, Thân Dương Nhất Phẩm, lại luyện hóa 4 nguyên thần. Hiện giờ chỉ còn lại có nguyên thần của Lam Kình Yêu Vương và Trương Yêu Vương là chưa có luyện hóa. Hai đại nguyên thần này nhiều nhất chỉ có thể giúp hắn nâng cao vài tiểu cảnh giới, tu luyện tới Thân Dương Tứ Phẩm hoặc Ngũ Phẩm. Bởi vậy Diệp Húc mới chuẩn bị nhiều linh mạch đến như vậy. Minh Tôn, đây là ngươi lợi ta, nhớ rõ phải trả lại cho ta đấy. Diệp Húc khóe mắt giật giật, đau lòng mà nói. Nói nhiều. Già La Minh Tôn há mồm hút hết những linh mạch này vào trong bụng, chỉ thấy cơ thể hắn sinh trưởng ra vô số lần, khiến thân thể lại no đủ hơn vài phần. Thanh âm ù quát lên. Bản tôn khôi phục lại toàn bộ thực lực, cướp sạch vài môn phái, trả lại cho ngươi còn không phải dễ dàng hay sao? Tiểu tử, có linh mạch bậc 8 hay không? Linh mạch bậc 8 đủ cho ta khôi phục tới trạng thái toàn thịnh. Sao? Cho dù là Quan Tinh Phong của ta cũng không có linh mạch bậc 8 đâu, chỉ có linh mạch bậc 7. Hơn nữa ta ở Quan Tinh Phong là linh sơn của Thái Thượng Trưởng Lão, linh mạch bậc 8 ngươi đừng có mơ tưởng. Diệp Húc buồn bực vạn phần. Ầm vang một tiếng, Già La Minh Tôn vài hô hấp thôi liền luyện hóa tất cả linh mạch, vô số cơ nhục mấp máy bên ngoài xương cốt, chỉ có điều hắn vẫn chưa hình thành được làn da, khủng bố tới cực điểm. Đột nhiên bàn tay to của hắn dùng sức chà một cái, đem cả tòa cửa chính tức nhưỡng mà nhấc lên, thu vào bên trong Tu La Thiên Quốc. Thực lực của ta đã khôi phục lại được một hai thành rồi. Hắn có chút vừa lòng mà nói. Tiểu tử, tòa tức nhưỡng cửa chính này ta đã thu giúp ngươi. Tuy nhiên, ngươi không thể khiêng được đâu, vẫn là để ta vào trong ngọc lâu của ngươi là được. Già La Minh Tôn một tay đưa vào bên trong ngọc lâu của Diệp Húc, đánh cánh cửa chính tức nhưỡng này vào bên trong, rồi cười nói. Tiểu tử thối, chúng ta đã thanh toán xong. Không, ngươi còn nợ ta mấy ngàn linh mạch kìa. Diệp Húc cười nhạt nói. Bà nội nữa chứ, quỷ hẹp hòi, mấy cái linh mạch này mà thôi, còn phải đòi ta như vậy hay sao? Già La Minh Tôn mắng liệt liệt mà nói. Ngươi ở tại Hoàng Tuyển Ma Tông phải không? Được rồi, đợi bản tôn cướp được mấy cái linh mạch, đi tới Hoàng Tuyển Ma Tông tìm ngươi. Dứt lời, hắn nhanh chóng đi ra bên ngoài. Diệp Húc cười nói. Minh Tôn, ngươi có nơi nào đặt chân không vậy? Ngươi chọc giận Ma Hoàng, khó bảo toàn Ma Hoàng sẽ không tìm ngươi, giết ngươi cho hả giận. Già La Minh Tôn vội vàng dừng chân lại, mặt mày sầu kiểm, buồn rầu vạn phần. Hắn nói thầm. Ma Hoàng tuy rằng không trực tiếp giết tên lên nhân gia, nhưng rất có thể phái những minh tôn khác đuổi giết lão tử. Những vu sĩ nhân tộc khác cũng không vừa mắt lão tử, hơn phần nữa sẽ hô đánh giết ta.
hiện tại thực lực của ta cũng chưa có khôi phục tới trạng thái toàn thịnh, hơn phân nữa là đi ra không xa lên miệng người ta chửi ma vệ đạo rồi. Hey, chẳng lẽ đường đường đại minh tôn vương ta không ngờ lại không có một chỗ dung thân hay sao? Già La Minh Tôn hai mắt mờ mịt, chỉ cảm thấy thiên hạ to lớn, không có một chỗ để đặt chân. Diệp Húc cười ngâm ngâm nhìn hắn, chỉ kém câu chưa nói ra mà thôi. Ngươi cầu ta đi, cầu ta đi, ngươi cứ cầu ta đi, ta thu lưu ngươi. Hắn chỉ kém là chưa nói ra những lời này mà thôi. Già La Minh Tôn ánh mắt rốt cuộc cũng ngừng lại trên người của hắn, đột nhiên mặt mày hớn hở, cười ha hả mà nói. Tiểu tử, ngươi là chủ nợ của ta, ta tự nhiên phải đi theo ngươi trả nợ. Ngươi cũng sợ ta chạy phải không? Hắn tiến tới bên người Diệp Húc, nghiễm nhiên có một bộ dạng tất cả đều là người một nhà mà nói. Chờ ta khôi phục tới trạng thái toàn thịnh, tìm được cái tên công tử bột lửa ba kiện bất diệt chi bảo của ta kia, hành hung hắn một trận, sau đó trả linh mạch lại cho ngươi. Tất cả mọi người đều là bằng hữu cả, ta ở bên cạnh ngươi chờ khôi phục nguyên khí, ngươi cũng ngại đuổi ta đi phải không nào? Minh Tôn, ngươi đi theo ta, tự nhiên ta cũng có rất nhiều nguy hiểm. Chẳng những ma hoàng muốn giết ngươi, những cao thủ thánh địa khác phát hiện ra ngươi cũng muốn đánh giết ta kìa. Tuy nhiên, ai bảo chúng ta có giao tình chứ? Diệp Húc thở dài, khó xử vạn phần, sau một lúc lâu miễn cưỡng đáp ứng mà nói. Hey, con người của ta, da mặt rất mỏng, tâm lại mềm. Ngươi ra ngoài giang hồ nghe ngóng, ai chẳng nói Diệp Thiếu Bảo ta là người khẩu xà tâm Phật à? Cũng được, ta tạm thời thu nhận, giúp đỡ ngươi vậy. Tuy nhiên, ngươi không thể chạy chung quanh gây chuyện thị phi cho ta được. Hơn nữa, vì để bảo hiểm, tốt nhất ngươi lên nghe lời của ta. Minh Tôn, nếu ngươi đáp ứng việc này, ta liền thu lưu ngươi. Già La Minh Tôn cười ha hả mà nói. Đơn giản mà. Ta cũng biết nỗi khó xử của ngươi, sẽ không làm ngươi thêm khó khăn đâu. Tiểu lão đệ, ta ở hàng cổ ma vực, lúc nào cũng nghe người ta nói vô sĩ nhân gian vô cùng giàu hoạt. Vừa rồi, ta còn chửi ngươi không phải thứ tốt đẹp gì, giống hệt như tên áo trắng lần trước kia. Hiện giờ xem ra, ngươi cũng có một mặt phúc hậu, tên kia không thể so sánh nổi với ngươi rồi. Vinh Lâm nghe nói như thế, liền trợn trắng mắt, gần như hộc máu nghĩ. Sư tôn ta, căn bản không tính là lừa ngươi, dù sao hắn cũng chỉ điểm đường thoát thân cho ngươi mà. Mà Diệp lão đệ đây là lừa cả người ngươi kìa. Bà nội đó chứ, vị đại minh tôn vương này, đầu óc chỉ sợ không được tốt cho lắm rồi. Lần trước bị ma hoàng lừa tới bàn hoàng lăng, đánh hắn bị thương, nhốt trong cấm chế đến mấy trăm năm. Rồi lại bị sư tôn ta lừa, lấy đi ba kiện vu báo. Ngay cả cái nhỏ trong quần cũng không còn, hiện giờ lại u mê mê bán mình cho Diệp lão đệ. Trong lòng của hắn không khỏi nói thầm. Không biết Minh Tôn đi vào trong Hoàng Tuyển Ma Tông ta, sau khi phát hiện ra sư tôn ta thì sẽ náo loạn như thế nào nữa đây. Ba người bọn hắn dắt tay nhau đi vào bàn Hoàng Lăng, chỉ thấy đám người Khoa Phụ Man, Viên Thiên Công đang đứng ngoài cửa, một bộ dạng kinh hồn táng đảm. Ma tộc sao? Đám người Hiên Viên Quang trong mắt gần như sắp rớt xuống, sắc mặt tái nhợt, hồn bay phách lạc mà nói. Hơn nữa là hoàng tộc trong ma tộc. Bên trong vũ sĩ nhân gian, ma tộc vẫn là tồn tại rú danh. Ma đạo, chính đạo và yêu đạo, ba thế lực lớn này đều tự thù hận đối phương, nhưng ma tộc lại là kẻ thù chung của bọn họ. Lịch sử hàng cổ ma vực, ma tộc liên tiếp xâm lấn, có thể nói là người gặp người đánh, người gặp người sợ. Thậm chí các cường giả các thánh địa cũng sẽ thường tiến vào hàng cổ ma vực săn bắt thiên ma. Bọn họ nhìn thấy Già La Minh Tôn bị khí thế hung ác ngập trời của đại minh tôn vương này dọa, tự nhiên là kinh hồn táng đảm. Chư vị, đây là đại ca ta mới kết bái, không phải người ngoài, không phải người ngoài. Diệp Húc khó khăn hai tiếng giới thiệu với mọi người. Đám người Hiên Viên Quang, Tống Cao Đức nhẹ nhàng lên thở ra. Viên Thiên Tông cũng yên lòng, chỉ có điều vẫn còn sợ hãi Già La Minh Tôn vạn phần, không dám mở miệng ra nói. Già La Minh Tôn âm thầm giơ ngón tay cái lên tán thưởng Diệp Húc đủ nghĩa khí. Hắn cười nói, nếu các ngươi là bằng hữu của anh em kết nghĩa với ta, ở bản đại tôn liền không ăn các ngươi. Chúng ta đi mau, nếu không ma hoàng phái người tới giết ta, khi đó đi đã chậm rồi. Tống Cao Đức nhìn thoáng qua bàn Hoàng Lăng, hắn cười nói, cửa chính thức nhưỡng đã không còn, không biết sẽ có bao nhiêu người tới nơi này đây, không chút kiêng nể xâm nhập vào bàn Hoàng Lăng này. Thật đáng tiếc, có thể còn sống đi ra cũng không còn lại mấy người. Mọi người đều gật đầu xưng phải, đã không còn cửa chính thức nhưỡng nữa, người có thể tiến vào bàn Hoàng Lăng nhiều hơn mấy lần. Sâu bên trong bàn Hoàng Lăng hung hiểm thế nào đây, khẳng định sẽ có rất nhiều cao thủ chết bên trong đấy. Bọn họ trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Tòa cửa chính thức nhưỡng có thể vây chết đại vua tam thần cảnh, trầm trọng vô cùng. Thật không ngờ lại bị Già La Minh Tôn thu đi. Thực lực của ma tộc
thật sự dũng mãnh, biến thái vô cùng. Diệp Húc thu Hiên Viên Quang, Viên Thiên Công và đám người Khoa Phụ Man vào trong ngọc lâu của mình, cùng Già La Minh Tôn, Vinh Lâm cùng nhau trở về. Lần này thu hoạch lớn nhất của ta, ngoại trừ kiến mộc long trương của vị đại tần đại tướng quân kia ra, và tòa cửa chính thức những này, thì đó là Đại Minh Tôn Vương bên người này đây. Diệp Húc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Già La Minh Tôn một cái, chỉ thấy vị Đại Minh Tôn Vương này tung hoành tự nhiên bên trong long khí, không chút để ý những long khí nặng lời này ở trong lòng. Long khí còn chưa tới người của hắn đã bị bức ra xa xa. Người này quả thực chính là ma thần trong truyền thuyết, dữ tợn khủng bố, thực lực mạnh mẽ cực đoan. Tuy nhiên, Diệp Húc vẫn cảm giác được hắn tuy rằng hung ác, nhưng kỳ thực lại rất tốt nói chuyện, cũng không phải là không thông nhân tình như đồn đại về ma tộc. Vinh Lâm lại đang tinh hồn táng đảm, lo lắng khi trở về Hoàng Tuyển Ma Tông, Già La Minh Tôn phát hiện ra người lừa ba kiện bất diệt chi bảo của hắn năm đó là tông chủ Hoàng Tuyển Ma Tông, có thể trở mặt tại chỗ hay không đây. Còn nhớ lúc ta mới đi vào Ân Khư thì tu vi mới chỉ là tam thai cảnh ảo thai kỳ, mà hiện tại ta đã tu luyện tới tam dương cánh thân dương kỳ, thực lực cách biệt nghiêng trời lệch đất rồi. Diệp Húc sắp đi ra khỏi long khí, quay đầu liếc mắt nhìn bàn hoàng lăng một cái, thầm nghĩ: Ân Khư của cải vô cùng tận, quả thực là một kho báu cực lớn, mà tòa kho báu này ta còn chưa có thăm dò được tới một phần vạn. Tu luyện không có chừng mực, lần sau khi tới ta tất nhiên phải thu đi bản hoàng thiên thuyền làm của riêng của mình vậy. Hắn thu hoạch ở bên trong Ân Khư cũng không phải là bảo vật quý giá nhất ở Ân Khư này, mà chỉ là một vài bảo vật bên ngoài mà thôi. Bảo vật chân chính tự nhiên là ở bên trong bản hoàng thiên thuyền kia rồi. Mà ngoại trừ bản hoàng lăng ra, vẫn còn 29 tòa hoàng lăng khác nữa. Nói như vậy, của cải trong đó không kém bản hoàng lăng là bao nhiêu. Nhất là vị khai quốc hoàng triều đại thương Thang Hoàng Chi Mộ, trong đó của cải hẳn phải còn ở phía trên bản hoàng lăng. Thậm chí bên trong Ân Khư còn có hoàng trụ cùng với kiến mộc thông thiên tháp bị mai táng bên trong triều ca. Đây mới là của cải long trời ở đất, bảo vật làm cho người ta phải động tâm nhất. Tuy nhiên hiện tại thực lực của Diệp Húc xa xa mới có thể thăm dò tới nơi này, chỉ có thể sau khi đạt được thực lực đầy đủ mới đi thăm dò sau. Sau khi trở về, ta phải bắt tay vào chuẩn bị chạy chung quanh tìm kiếm sát khí, tấn công vào tam dương cảnh. Tam dương cảnh chính là cảnh giới vũ sĩ đơn giản nhất, chỉ cần tu vi đủ, sát khí đủ, thậm chí trong mấy tháng trời là có thể tu luyện tới tam dương cảnh đỉnh phong, trở thành đại vu. Diệp Húc cẩn thận tính toán con đường tu luyện của mình sau này, hắn thầm nghĩ. Tuy nhiên, cũng là cửa ải khó khăn nhất, âm sát, dương sát, thiên sát, địa sát, bốn loại sát khí này rất khó tìm kiếm, làm cho không biết bao nhiêu người tâm cao ý ngạo đều bị vây trong cảnh giới này rồi, chậm chạp không thể đột phá được. Hiên Viên Quang là như vậy, Khoa Phụ Man cũng vậy, thậm chí ngay cả Khổng Chiêu Yêu Thánh, tu vi đã thâm hậu tới mức có thể dẹp ngang đại vua tam thần cảnh, thế nhưng cũng không muốn trực tiếp đột phá. Mà tất cả đều tính toán tìm kiếm mấy sát khí cuối cùng kia, khiến cho nguyên thần nguyên thai của mình hoàn toàn thần dương no đủ. Hiện giờ, tầm mắt của Diệp Húc càng ngày càng tăng trưởng. Nếu biết rõ nguyên thần nguyên thai không đạt tới trình độ thuần dương no đủ, tất nhiên sau này tu vi sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Ví dụ như cùng với đại vua tam thần cảnh, một người chỉ vận dụng 5 sát khí tỷ lệ so với một người dùng 6 loại sát khí, thành tựu của bọn họ, trình độ thâm hậu tu vi, thực lực yếu mạnh tất nhiên sẽ không giống nhau. Mà nguyên thần nguyên thai không dùng 9 loại sát khí tỷ lệ sẽ bị nhốt ở tam thần cảnh, rất khó có thể đột phá tới tam tướng cảnh. Lấy tích lũy trước mắt của Diệp Húc, nguyên thần của hắn đã dũng mãnh tới hoàn cảnh khủng bố, so được với nguyên thần đại vu nguyên thần kỳ rồi, cho nên hắn cần tiêu hao sát khí, thậm chí phải nhiều hơn người khác mấy chục lần. Chỉ có nhiều sát khí như vậy mới có thể tẩy đi tạp chất trong nguyên thần của hắn, khiến cho nguyên thần thuần dương no đủ. Sau khi lột xác, uy lực mới có thể hùng mạnh, vượt xa thường nhân. Thái tử Hỷ và Thái tử Sơ, hai cái người này không biết đã đi nơi nào rồi, còn có Khổng Chiêu Yêu Thánh cũng không biết đã đi đâu, thật muốn tìm được bọn họ để Già La Minh Tôn xử lý hết thảy đi. Hai vị thái tử này tài sản rất nhiều, rồi Khổng Chiêu Yêu Thánh giả hoạt dị thường, khẳng định cũng có không ít bảo bối. Xử lý bọn họ ta liền đủ linh mạch, có thể đi hải ngoại tiêm khắc mua mấy loại sắt khí, đỡ phải hối hả ngược xuôi tìm kiếm sắt khí ở xung quanh rồi. Diệp Húc không khỏi động tâm tư, nếu như Thái tử Hỷ, Thái tử Sơ và Khổng Chiêu Yêu Thánh xuất hiện ở nơi này, lão quái vật Già La Minh Tôn mạnh mẽ thái quá này sẽ ra tay, chỉ sợ mấy người kia ngay cả một chiêu cũng bị Già La Minh Tôn xử lý gọn gàng. Cho dù là vị thiên bằng đại thánh tu vi sâu khó lường kia cũng không thể chịu được. Nhưng đáng tiếc chính là Thái tử Sơ đuổi giết Thái tử Hỷ sớm rời khỏi bản hoàng lăng, không biết đã đi nơi nào, mà Diệp Húc từ đầu tới cuối cũng không thấy bóng dáng Khổng Chiêu Yêu Thánh. Bên ngoài long khí chính là đại quân thi binh cấm quân đại thương, lúc này đã rời khỏi.
hẳn là trở về bên trong đại doanh cấm quân, tất cả hóa thành thi cốt như cũ, thủ vệ phía nhân khư này. Diệp Húc, Vinh Lâm và Già Lam Minh Tôn xuyên qua Cửu Sát Âm Phong, sau khi rời khỏi ân khư vẫn là không có đụng phải Thái Tử Hỉ và Thái Tử Sơ. Điều này làm cho Diệp Húc có chút tiếc nuối. Hắn phẫn nộ nói: "Hai vị thái tử này còn sống mà rời đi, chỉ sợ sau đó không lâu tin tức ta đoạt được Nam Thiên Môn sẽ truyền rộng khắp thiên hạ. Thời điểm này, không chỉ những tuổi trẻ tấn kiệt thiên hạ tìm ta, chỉ sợ ngay cả một vài lão quái vật cũng sẽ ra tay. Tuy nhiên, nói đi nói lại, có Già Lam Minh Tôn ở đây, ta cần sợ ai chứ?" Diệp Húc mặt mỉm cười, Tế Khởi, Ngọc Lâu mời đám người Hiên Viên Quang đi ra, chỉ tay với bọn họ rồi nói cười: "Chư vị huynh đệ tỉ muội, Diệp Mỗ lúc này mới phải về trở về sân môn rồi, sau đó chuẩn bị tìm kiếm sát khí tấn công Tam Dương Cánh. Đợi khi thành Tam Dương Cánh, tu thành nguyên thần sẽ gặp lại chư vị vậy." Khoa Phụ Man mang theo mấy tên khoa phụ khác cáo từ rời đi. Hắn ồm ồm nói: "Diệp lão đệ, tái ngộ, tái ngộ." Hiên Viên Minh Nguyệt ánh mắt đã khỏi hẳn, dựa vào bên người Diệp Húc không muốn rời đi, bị Hiên Viên Quang nghiêm mặt kéo về, phất phất tay nói: "Thiếu bảo ca ca, có rảnh tới thăm ta nha." Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang cùng nhau rời khỏi, cười nói: "Tiểu Quang Quang, lần này lão tử tiến vào hư không kính một phen, xem xếp hạng của ta trên hư không bảng có thể tăng thêm được tí nào hay không. Thiếu bảo, ngươi không tới sao?" "Hư danh mà thôi." Diệp Húc lắc đầu, phất tay nói, tiến ba người đi xa. Phượng Yên Nhu ở lại cuối cùng, mắt như thu thủy, lướt mắt nhìn hắn một cái thật sâu, lập tức nhẹ nhàng bay đi. Nàng ta dịu dàng nói: "Sư huynh, ngươi phải nhớ kỹ lời hứa của ngươi, nhất định phải mang theo lễ vật tới Thiên Yêu Cung đón ta kìa." Diệp Húc nhìn nàng rời khỏi, đột nhiên nói: "Hồ Tiên Nhi, Hải Đông Thanh, Thiềm Yêu Vương, các ngươi đi theo hộ tống nàng tới Thiên Yêu Cung đi, cần phải bảo vệ an toàn cho nàng, không có điều gì sơ suất, hiểu chưa?" Hồ Tiên Nhi, Hải Đông Thanh và Thiềm Yêu Vương, ba vị yêu vương dùng mình trong lòng, vội vàng không người vâng dạ. Ba vị yêu vương lập tức hóa thành nguyên hình, bay nhanh rời khỏi, đuổi theo Phượng Yên Nhu. Lúc này, bên người Diệp Húc chỉ còn lại có Viên Thiên Công, Lý Huyền Quy, hai đại yêu vương, rồi còn có Vinh Lâm và Già La Minh Tôn hai người. Năm người lúc này không dừng lại mà hướng tới lãnh thổ Đại Tần bay đi. "À đúng rồi Minh Tôn, người từng nói qua Ma Hoàng không phải là vua hoàng duy nhất, còn có bên trong nhân tộc ta cũng có tuyệt thế kỳ tài, hơn phân nửa đã trở thành vua hoàng rồi, không biết đó là ai vậy?" Diệp Húc đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hắn cười hỏi. Vinh Lâm, đám người Viên Thiên Công cũng hiếu kỳ vạn phần, đều nhìn về phía Già La Minh Tôn. Bọn họ đều là nhân vật lớn cả, đối với tình hình của các đại thánh địa nắm rõ như lòng bàn tay, còn không biết có người trở thành vua hoàng. Vua hoàng chính là bá chủ của thiên địa. Nếu như có người trở thành vua hoàng, thế tất sẽ làm cho thiên hạ chấn động, tất cả mọi người đều biết, mà tin tức đó không ngờ không có truyền ra, có chút ý vị sâu xa. Già La Minh Tôn nghi hoặc cười nói: "Các người không ngờ không biết sao, rất kỳ quái à. Tên của người kia hiện tại sợ rằng cũng trở thành cấm kỵ rồi, không thể nhắc lại. Tuy nhiên hắn là tông chủ Hoàng Tuyển Ma Tông của các ngươi. Để tên của hắn, hắn sẽ không giết các ngươi, mà chỉ gạt bỏ lão tử. Lão tử đã thiệt hại một lần rồi, sẽ không chịu lần nữa đâu." Viên Thiên Công khiếp sợ vạn phần, thất thanh mà nói: "Chẳng lẽ là Ứng Tông Đạo đã trở thành vua hoàng rồi sao?" "Sao? Hoàng Tuyển Thánh Tông tông chủ chính là vua hoàng sao? Điều đó không có khả năng." Diệp Húc kinh ngạc vạn phần, thốt ra mà nói: "Minh Tôn, đương kim tông chủ Hoàng Tuyển Ma Tông ta chính là sư tôn của ta kìa." Vinh Lâm trầm giọng nói: "Sư tôn ta tư chất tuy rằng cao minh, thực lực tuy rằng mạnh mẽ vô cùng, nhưng đến nay chỉ là nhân hoàng kỳ tam hoàng cảnh mà thôi, còn chưa đột phá tới vua hoàng. Hắn tự nhiên không phải là vua hoàng của nhân tộc ta rồi." Diệp Húc gật đầu cười nói: "Triều sư bá là tông chủ tiền nhiệm, còn ở trên đời cũng là tam hoàng cảnh nhân hoàng kỳ, mà Ứng sư huynh là tông chủ đương đại, cũng chưa ai trở thành vua hoàng cả." Già La Minh Tôn lắc lắc đầu nói: "Người nói tên hai người này ta chưa nghe bao giờ cả. Ta nói chính là người khác, là tông chủ khác của Hoàng Tuyển Ma Tông. Người này họ Háng, tên không thể nói được. Điện chủ Diêm La Thần Điện ta từng gặp qua hắn một lần, kinh vi thiên nhân, sau đó báo cho bốn đại minh tôn chúng ta biết, tuyệt đối không được trêu chọc vào hắn ta. Hạng tông chủ này lúc đó tuy rằng chưa thành trở thành vua hoàng, nhưng khoảng cách vua hoàng cũng không còn quá xa nữa rồi." "Sao? Hạng tông chủ?" Diệp Húc khẽ nhíu mày thầm nghĩ: "Chẳng lẽ là vị tông chủ Thánh Tông đã thua Thủy Hoàng Đế kia sao? Nếu như tu vi của hắn đã thật sự đạt tới trình độ này, làm sao lại thua tên trên tay của Thủy Hoàng Đế nữa đây?" Vinh Lâm cũng mặt mày nhăn nhó, trầm giọng nói: "Minh Tôn à, hạng tông chủ trong lời của ngươi
chính là tông chủ trước kia của thánh tông ta, đã qua ngàn năm rồi. Hiện giờ vô hồn giới của hạng tông chủ đang dựng phía trên tổng đàn thánh tông ta kìa. Người nói hắn đã chết rồi sao? Già La Minh Tôn khiếp sợ vạn phần, lắc lắc đầu nói: làm sao có khả năng này? Lấy tu vi của hắn, cho dù không có trở thành vô hoàng cũng có thể sống hơn ngàn năm, làm sao có thể chết đi như vậy được? Ngay cả ta cũng có thể sống tới hiện giờ, thọ nguyên mấy ngàn năm lận, hắn làm sao không thể sống được tới giờ đây? Hắn thua ở trong tay Thủy Hoàng Đế, buồn bực mà chết đi. Vinh Lâm thở dài tiếc hận nói: không có khả năng này. Già La Minh Tôn hoài nghi sâu đậm, cười lạnh nói: hay là vị Thủy Hoàng Đế này có lợi hại hơn cả hạng tông chủ? Không có khả năng. Điện chủ Diêm La Thiền Điện ta sớm đạp chân vào Nhân Hoàng Kỳ đỉnh cao, ngay cả hắn cũng không dám trêu chọc vào hạng tông chủ. Chẳng lẽ Thủy Hoàng Đế và hạng tông chủ giao thủ khi đã trở thành vô hoàng ư? Thủy Hoàng Đế cũng đã qua đời rồi. Diệp Húc hạ giọng nói. Già La Minh Tôn tinh thần có chút sai loạn, đi theo sau Diệp Húc, miệng không ngừng nói: không có khả năng, không có khả năng. Đám người Diệp Húc vừa mới rời khỏi ân khư, đột nhiên hư không vặn vẹo một trận. Trên khoảng không xuất hiện một cửa động sâu thẳm. Một vị thân người đầu trâu trong tay cầm tam so kích từ trong hư không đi ra, lỗ mũi phun ra hai cỗ khói đen cực kỳ là hùng tráng. Lập tức lại có một thanh niên tuấn lãng từ trong cửa động đi ra ngoài. Thanh niên này tuy rằng tuấn lãng nhưng đồng tử dựng thẳng, không giống với nhân loại. Hơn nữa lông mày của hắn dài quá mắt, kéo tới tận ót, gương mặt chia làm hai bên và ở giữa cực kỳ là quái dị. Hai quái nhân bay thẳng vào ân khư, thẳng tới bàn hoàng lăng. Qua thật lâu sau, hai người bay thẳng ra khỏi bàn hoàng lăng. Ngưu đầu quái nhân cả giận mà nói: ma già La kia không ngờ không có ở đây, đã chạy thoát rồi kìa. Cái thằng nhã này lớn mật, ngay cả ma hoàng cũng dám lừa, làm hại ma hoàng tổn thất một lũ phân thân kìa. Tu đệ Minh Tôn, ma hoàng lệnh cho chúng ta đuổi giết ma già La, hiện giờ tiểu tử này đã chạy thoát, chúng ta có thể trở về phục mệnh hay không đây? Thanh niên tuấn lãng kia cả giận mà nói: trở về phục mệnh sao? Là trở về toi mạng đi kìa. Gương mặt bên trái của hắn lập tức tiếp lời mà nói: bảo hiền Minh Tôn, ý chỉ của ma hoàng vẫn chưa xong, tùy tiện trở về ma hoàng tức giận, ngươi và ta không gánh vác nổi đâu. Giả La Minh Tôn đại nghịch bất đạo, ngay cả ma hoàng cũng dám lừa, phải bắt giữ hắn giao cho ma hoàng xử tử. Gương mặt bên phải cũng trầm giọng nói. Gương mặt phía trước không nhanh không chậm: Già La Minh Tôn là Minh Tôn hùng mạnh nhất của Diêm La Thần Điện, tuy nhiên bị nhốt mấy trăm năm, lúc này tu vi cũng chưa hoàn toàn khôi phục, đây là thời cơ tốt nhất để bắt hắn kìa. Ngưu đầu quái nhân chính là Bảo Hiền Minh Tôn của Sâm La Ma Điện, cường giả bộ tộc Dạ Xoa. Hắn nghe thấy trừng mắt, cái đầu lớn cong cong ồm ồm mà nói: tu đệ Minh Tôn, làm phiền ngươi lần sau nói chuyện dùng một cái miệng mà thôi, ngươi dùng đến bốn cái miệng nói chuyện thì lão tử nói sao lại ngươi được đây. Cấm miệng. Tu Đề Minh Tôn chính là thiên tộc của hàng cổ ma vực, cũng là đại minh tôn vương của Sâm La Ma Điện, địa vị còn ở trên Bảo Hiền Minh Tôn. Bốn cái miệng đồng thời mắng Bảo Hiền Minh Tôn một câu, đột nhiên bốn cái mũi cùng khịt khịt một cái, nhìn theo phương hướng đám người Diệp Húc rời khỏi, điểm như nói: ta đã ngửi thấy khí tức của Già La Minh Tôn, chúng ta mau đuổi theo. Bảo Hiền Minh Tôn vội vàng đuổi theo hắn, hai người truy kích mấy ngàn dặm, đột nhiên dừng chân. Tu Đề Minh Tôn dùng bốn cái mũi người khắp nơi, nghi hoặc mà nói: kỳ quái, khí tức khốn kiếp này tại sao lại biến mất đây? Chẳng lẽ hắn phát hiện ra chúng ta rồi sao, rồi ẩn đi ư? Không nghĩ tới thằng nhã này bị nhốt đến mấy trăm năm, không ngờ cũng thông minh lên đấy chứ. Lấy tính tình của Già La Minh Tôn, khẳng định không trốn được bao lâu sẽ đi ra gây chuyện. Chúng ta không cần nóng lòng trở về, không bằng đi dạo chung quanh vô hoang thế giới này, cướp đoạt một ít tiểu mỹ nhân hưởng dụng, khoái hoạt chơi thôi. Đợi khi Già La Minh Tôn xuất hiện, ta bắt giữ hắn trở về báo cáo kết quả. Bảo Hiền Minh Tôn đề nghị nói. Chỉ có thể như vậy. Tu Đề Minh Tôn gật đầu lên tiếng. Chúng ta tốt nhất hóa thành hình người, nếu không đi không bao xa sẽ bị đuổi giết vô cùng vô tận kìa. Bảo Hiền Minh Tôn hóa thành một đại hán khôi ngô, mà Tu Đề Minh Tôn tiểu hóa thành một thanh niên tuấn mỹ. Hai người rơi thẳng xuống một thành trì của đại hán. Diệp Húc đem Già La Minh Tôn đang tinh thần sai loạn vào trong ngọc lâu của mình, miễn cho hắn đối mặt với người ngoài. Dù sao Già La Minh Tôn cũng chính là đại minh tôn vương của hàng cổ ma vực Diêm La Ma Điện. Nếu bị người khác phát hiện, Diệp Húc dám khẳng định mình tuyệt đối không đi được về Hoàng Tuyển Ma Tông, sẽ bị người trừ ma về đạo ở trên đường. Diêm La Ma Điện đại minh tôn vương ở thế giới vô hoang tính xấu còn hơn cả Diệp Húc nhiều, thậm chí nói không chừng
ngay cả những người đứng đầu chính yêu ma tam đại thánh địa cũng không chịu nổi mà ra mặt. Hắn cùng với Vinh Lâm, Viên Thiên Công, đám người tiêu phí hơn 10 ngày mới tới được Thập Vạn Đại Sơn Hoàng Tuyển Ma Tông. Diệp Húc đột nhiên lên tiếng nói: "Vinh Lâm huynh, ngươi nói Hạng tông chủ có phải chết thật hay không vậy?" Vinh Lâm lắc đầu cười nói: "Làm sao có khả năng này được? Triều sư tổ cùng nhiều thế tượng trưởng lão tự mình đưa tang cho hắn ta. Ngọc lâu của hắn phân giải thành vũ hồn giới, đến nay vẫn còn ở phía trên tổng đàn. Ta còn đạt được ân chuẩn của ân sư, tiến vào bên trong vũ hồn giới của hắn, sưu tầm bảo vật một lần, được rất nhiều bảo bối kìa. Thân thể lão nhân gia táng ở bên trong Hoàng Tuyển Lăng, cùng chung một chỗ với thân thể các tông chủ đời trước kìa." Nói như vậy, Hạng tông chủ quả thực đã mất rồi. Diệp Húc thở dài một tiếng, lập tức chia tay Vinh Lâm trở lại Quan Tinh Phong của... Cũng trong lúc này, tại Hiên Viên Thế Gia, cảnh nội Đại Hán trên đại lục chỉ Nam Sa, trước hư không kính, kính quang trượt lóe. Tống Cao Đức từ hư không kính đánh bay ra ngoài, mệt giống như sắp chết đến nơi vậy. Hiên Viên Phong lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc vạn phần mà nói: "Diệp Tần, mấy tháng không có thấy, ngươi không ngờ một đường thông quan, vượt cấp khiêu chiến, liên tiếp ba cái đại cảnh giới, khiêu chiến dương thần kiều phẩm. Từ chất này thực sự làm cho người ta phải khâm phục rồi. Tương lai, thành tựu của ngươi tất nhiên sẽ không thể hạn lượng, đủ để có thể xếp hạng 58 trên hư không bảng rồi." Hắn lập tức nhìn về phía Hiên Viên Quang, cũng hài lòng vạn phần mà cười nói: "Tiểu Quang, tư chất của ngươi cũng được nâng cao kinh người. Trên hư không bảng xếp hạng thứ 56, ta thật không hiểu các ngươi có kỳ ngộ gì, không ngờ không thấy mấy tháng liền có thể làm cho thực lực bản thân tăng lên trình độ này, hiếm thấy, thế gian hiếm thấy mà." Hiên Viên Phong tán thưởng không ngừng. Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang lướt nhau, hai người đi tới một bên thầm nói: "Tiểu Quang Quang, ngươi nói nếu như Thiếu Bảo lại tiến vào hư không kính, hắn có thể xếp hạng thứ mấy trên hư không bảng đây?" "Ngươi không được gọi ta là Tiểu Quang Quang." Hiên Viên Quang tức giận hừ một tiếng, nhỏ giọng mà nói: "Ta cảm thấy Diệp huynh có thể vọt tới chức 5, thậm chí còn có thể chức 3 kìa." Tống Cao Đức bĩu môi cười nói: "Ta cho rằng người này phân nửa có thể xếp hạng thứ nhất kìa. Đáng tiếc Thiếu Bảo còn muốn trở lại Hoàng Tuyển Ma Tông, chuẩn bị đi tìm sát khí tấn công Tam Dương Cảnh, không rảnh mà tới nơi này. Nếu không chúng ta có thể nhìn xem một chút người này rút cuộc biến thái tới trình độ nào." Hiên Viên Quang cũng không ngừng gật đầu, thở dài mà nói: "Ta nghe nói tin tức hắn có được Nam Thiên Môn đã lộ ra ngoài rồi, huyền áo khắp thiên hạ. Hiện giờ có không biết bao nhiêu người chuẩn bị giết hắn mà đoạt bảo, thậm chí ngay cả mấy vị thúc bá Hiên Viên gia ta cũng không kìm nổi tâm động kìa." "Người tốt nhất đừng có cho họ đi, người không nhìn thấy Giả Lam Minh Tôn hay sao? Nếu như mấy lão quái vật Hiên Viên gia các người đi, khẳng định cũng sẽ trở thành đồ ăn cho Đại Minh Tôn Vương, gặm tới xương cốt cũng không còn nửa đoạn kìa." Tống Cao Đức trong lòng còn sợ hãi, lên tiếng nói: "Tên kia không ngờ ăn thịt người biết không đấy. Nếu hắn không phải là đại ca kết bái với Thiếu Bảo, ngay cả chúng ta cũng bị ăn rồi kìa." Hiên Viên Quang dùng mình mấy cái, vội vã rời khỏi nói: "Được, ta đi khuyên bọn họ vậy." Mà phía trên Quan Tinh Phong, Diệp Húc cũng nghe được từ miệng của Hoàng Sán là tin tức Nam Thiên Môn đã lộ ra ngoài. Thiên hạ đều đã biết, mỗi người đều đã hay. Thái tử Hỷ và Thái tử Sơ, hai vị thái tử này quả nhiên là họa tâm phúc mà. Chuyện ta có được Nam Thiên Môn chỉ có hai người bọn họ biết, mà cũng chỉ có hai người bọn họ mới có mạng lưới quan hệ rộng như vậy. Trong vòng có 10 ngày đã tuyên truyền ra khắp thiên hạ rồi. Diệp Húc còn nhiên không để ý trong lòng. Những người này còn không dám giết lên Hoàng Tuyển Ma Tông cướp đoạt Nam Thiên Môn của hắn. Tuy nhiên sau khi rời khỏi Ma Tông thì khó nói. Nhưng có Giả Lam Minh Tôn ở bên cạnh, hắn cũng không có chút lo lắng cho an nguy của mình. Hắn đi vào bên trong vô hồn giới vệ đạt, thẳng tới tầng thứ 5, chỉ thấy 8 kiện nguyên thần chi bảo kia vẫn công phạt lẫn nhau, dùng uy năng của đối phương để mà rèn luyện bản thân, nâng cao uy năng của mình. 8 kiện nguyên thần vu bảo này nhận thấy khí tức của hắn, lập tức quay đầu nhất tề tấn công Diệp Húc, khí thế long trời lở đất, uy năng vô cùng. Xoẹt. Diệp Húc triển khai bàn tay to, xuất ra một cái U Thiên Thần Giới xuất hiện ở trong lòng bàn tay, giống như một vòng trăng sáng rủ xuống mềm mại, hết thảy chấn áp thu lại 8 kiện nguyên thần chi bảo. Trước khi rời khỏi Hoàng Tuyển Ma Tông đi tới Ân Khư, hắn bị 8 kiện vu bảo này bức cho chật vật trở ra, mà hiện tại thực lực của hắn vượt qua lúc trước không biết bao nhiêu lần, dễ dàng thu lại được 8 kiện nguyên thần chi bảo này. Nguyên thần chi bảo mặc dù tốt, thế nhưng nguyên năng còn kém Diêm La Thiên Địa Tháp của ta kìa.
Diệp Húc lập tức rời khỏi vô hồn giới vệ đạt. Trước kia nguyên thần chi bảo đối với hắn mà nói chính là vật hiếm thấy. Thế nhưng hiện giờ thực lực tăng vọt, tu vi bạo tăng, đúng là có chút chướng mắt với uy năng của nguyên thần chi bảo. Diệp Húc triệu tập Hoàng Sán và Cung Ngọc Nương cùng Giao Đạo Nhân, giao cho bọn họ ba kiện nguyên thần chi bảo, lại gọi ra Hùng Bi, Can Trải Dao và hai gã đồng tử Kim Giác Ngân Giáp, phân bốn kiện nguyên thần chi bảo này xuống. Bảy người kinh ngạc không hiểu. Cung Ngọc Nương cười khanh khách nói: "Sư tôn, người tự biết phải chết không ngờ nên tính toán phân chia bảo vật hay sao?" "Ngọc Nương, cái gì mà kêu là phân chia bảo vật chứ?" Diệp Phúc dăn dạy nàng một câu, hắn cười nói: "Vì sư đã sắp vô địch, bảo vật này ta cầm cũng là vô tác dụng, tính phân cho các ngươi. Ngọc Nương, nếu ngươi không cần thì trả lại cho vi sư đi. Vì sư ăn luôn kiện bảo vật này, có khi có thể gia tăng thêm vài phần tu vi kìa." Cung Ngọc Nương vội vàng thu hồi lại bảo vật. Hoàng Sán và Giao Đạo Nhân trong lòng cảm thán hàng nghìn hàng vạn lần. Phóng nhãn khắp mấy trăm tòa linh sơn Hoàng Tuyển Ma Tông này, các cao thủ sư thúc bối có chút đại vô tam thần cảnh, cả đời đều không có nổi một kiện nguyên thần chi bảo, cho dù là một hai kiện cũng trở thành tâm can mà cất chứa, không dễ dàng đưa cho người mượn. Mà Diệp Húc không ngờ lại một hơi xuất ra bảy kiện trực tiếp phát cho bọn họ, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không nhấp nháy lên một chút. "Minh Tôn à, nơi này của ta còn một kiện nguyên thần chi bảo này, ngươi không có vũ khí, có muốn dùng tạm hay không?" Diệp Húc lấy một kiện nguyên thần chi bảo còn lại, hắn cười nói. Già La Minh Tôn khô cằn cười lên tiếng: "Có còn hơn không?" Dứt lời, lấy kiện nguyên thần chi bảo đưa tới miệng, răng rắc một cái nhai vụn, sau đó nuốt vào trong bụng. "Khốn kiếp, ngươi lại nợ ta một kiện nguyên thần chi bảo." Diệp Húc cả giận mà nói: "Ta là cho ngươi mượn để sử dụng, không phải cho ngươi ăn." "Nguyên thần chi bảo quá yếu, còn không xứng đáng cho bản tôn sử dụng đâu." Già La Minh Tôn chẳng hề để ý, hắn cười nói: "Lão đệ, ta đói bụng, trong nước của ngươi có nhiều yêu thú, không bằng cho ta mượn mấy con cho ta một bữa ngon đi, hoặc là cho ta mượn vài đồ đệ của ngươi ăn tạm cũng được." "Ngươi không được gây chuyện, nếu không ta không thu nhận ngươi giúp đỡ ngươi nữa đâu." Diệp Húc sắc mặt không hài lòng mà nói. Già La Minh Tôn vội vàng cười làm lành lên tiếng: "Lão đệ, đừng tức giận, đừng tức giận. Nhân tộc các ngươi quy củ quá nhiều. Nếu là ma tộc ta, có khách quý tới đây, hẳn là mời ăn vài cái đệ tử mới là chiêu đãi khách quý kìa. Đợi lão tử về lại Diêm La Thần Điện, người muốn ăn ai, ta liền mời khách ca." Diệp Húc nhấp nháy mắt, bất đắc dĩ mà nói: "Minh Tôn, đó là quy củ của ma tộc, khác với nhân tộc chúng ta. Nếu ngươi không có vũ khí, ta liền cho ngươi mượn một kiện." Diệp Húc tới khởi ngọc lâu, chỉ nghe thấy ầm vang một tiếng nổ. Một tòa cửa chính từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng trên đỉnh Quan Tinh Phong. "Bên trong tòa Nam Thiên Môn này, bảo vật là vô cùng, hẳn là có bảo vật cho ngươi cần kìa." Già La Minh Tôn nhìn thấy tòa cửa chính này, thất thanh nói: "Đây là Nam Thiên Môn do Tây Hoàng luyện chế ư? Nghe nói Tây Hoàng sau khi chết đã đem hết bảo vật của hắn giấu ở trong này. Tây Hoàng chính là thượng cổ vô hoàng cổ xưa, còn muốn xa xưa hơn so với ta không biết bao nhiêu vạn năm kìa. Kho báu của hắn tuy rằng không to lớn như của bàn Hoàng Lăng, nhưng tuyệt đối không phải là nhỏ. Nơi này chắc là có bảo bối thích hợp cho ta dùng đây." Hắn giơ ngón tay cái lên tán thưởng Diệp Phúc nói: "Lão đệ, người cũng đủ nghĩa khí, thật không ngờ lại xuất ra kho báu như vậy, tùy ý để cho ta chọn một kiện vũ khí sao?" "Minh Tôn, ta cho ngươi mượn dùng tám, ngươi phải trả lại cho ta." Diệp Phúc không có tức giận mà nói. Hắn tâm niệm hơi động, tới khởi tinh chủ đại điện, chỉ thấy từng đạo ma khí tung hoành, làm cho cả tòa Quan Tinh Phong bị vây trong cấm chế. Tuy rằng nơi này là Hoàng Tuyển Ma Tông, nhưng cho dù là đồng môn cũng có đảm bảo không có người động tâm tư với Nam Thiên Môn của hắn, cho nên hắn phải cẩn thận. Lấy thực lực của hắn, đến nay còn không thể mở ra Nam Thiên Môn, cho dù là thiêu đốt nguyên thần triệu tập 12 đồng nhân giáng lâm, hắn cũng không thể mở ra được tòa cửa chính này. Trong bàn Hoàng Lăng, hắn vẫn là mượn lực lượng của Thái tử Hỷ, Thái tử Sơ mới có thể mở ra được một khe cửa Nam Thiên Môn. Lúc đấy, Thái tử Hỷ khiêng linh cữu Thanh Đăng oanh kích Nam Thiên Môn. Thái tử Sơ thi triển Đô Thiên Thần Sát đại trận, 12 đồng nhân oanh kích liên tục mới mở ra được một chút cánh cửa chính này. Sau đó Diệp Húc toàn lực vận chuyển nguyên thần, cũng đem Nam Thiên Môn mở ra một cái khe hở đủ để thu linh cứu Thanh Đăng lại. Mà nguyên thần của hắn cũng bị uy năng của tòa cửa chính này bắn ngược lại, khiến cho hao tổn nhiều. Diệp Húc phỏng chừng, nếu hắn muốn dựa vào thực lực của mình mà mở ra Nam Thiên Môn, phải tu luyện tới tam thần cảnh mới có vài phần khả năng. Đáng tiếc trước mặt hắn còn một khoảng cách xa xôi mới tới được tam thần cảnh. Nhưng có Già La Minh Tôn ở đây, hắn mở ra Nam Thiên Môn cũng không cần tốn nhiều sức, thậm chí không cần mình động thủ. Nếu bên trong Nam Thiên Môn gặp nguy hiểm, cũng có thể nhờ Già La Minh Tôn mà ngăn cản, chỉ
chính mình ngồi mắt ăn bát vàng thôi. Xem ra đồn đại không sai, sư tôn thật sự là chiếm được Nam Thiên Môn. Hoàng Sán nhìn về phía cánh cửa thật lớn kia, thất thanh mà nói. Đám người Cung Ngọc Nương, Giao Đạo Nhân nhìn thẳng mắt, tòa cửa chính, kho báu Tây Hoàng này, vô số người tha thiết, ước mơ, thật không ngờ, thực sự lại rơi vào trong tay của Diệp Húc. Có tòa cửa chính này, có thể nói là Quan Tinh Phong chứa vô số vô bảo, Diệp Húc đều không để ở trong mắt. Ngoại trừ thân thể vệ đoạt là tòa yêu liên kia, những bảo vật khác hắn đều có thể buông bỏ. Minh Tôn, mời ngươi ra tay, mở Nam Thiên Môn này. Diệp Húc trong mắt lộ ra thần sắc chờ đợi, hắn cười nói. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện trong các video sắp tới. Xin chào và gặp lại.